chào các bạn. Như các bạn đã thấy ở tiêu đề, Bay cùng Huy xin chia sẻ về du lịch Mộc Châu Sơn La, khám phá những điểm du lịch đẹp nhất. Nằm cách trung tâm Hà Nội gần 200 km và 4 tiếng di chuyển bằng ô tô. Khi đi từ Hà Nội, bạn có thể ghé qua đèo Đá Trắng, một góc trời Tây của tỉnh Hòa Bình, ngay quốc lộ 6 nối hai huyện Mai Châu và Tân Lạc. Từ xa nhìn lại, cung đường đèo và những núi đá vôi xung quanh như có tuyết phủ, tựa khung cảnh ở xứ tuyết Bắc Âu. Và trước khi đến với Mộc Châu sẽ bắt gặp cung đường chữ S tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Cung đường muốn lượn hình chữ S theo những đoạn dốc vừa phải, mang vẻ đẹp mềm mại và không gập ghềnh, nguy hiểm như những đoạn đèo dốc chứ danh. Vậy những địa điểm du lịch Mộc Châu nổi tiếng mà ta không nên bỏ qua trong chuyến đi sắp tới, cùng tìm hiểu nào. Không để bạn chờ lâu, hãy cùng khám phá những địa danh nổi tiếng cho chuyến hành trình Mộc Châu của chúng ta nào. Thác Nàng Tiên nằm cách trung tâm thị trấn Mộc Châu 25 km tại xã Trường Khoa. Thác Nàng Tiên là điểm đến hoang sơ, ít người biết và mới đi vào khai thác du lịch. Một trong những địa điểm dã ngoại không chỉ là điểm đến quen thuộc của người dân bản địa, mà còn là nơi cuốn hút những lữ khách phương xa đến tham quan khám phá Mộc Châu. Đặt chân đến Thác Nàng Tiên, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh thiên nhiên xanh mướt cực lãng mạn, sự huyền diệu của dòng thác Bạt Ngàn, và là nơi giúp bạn tận hưởng bầu không khí trong lành cho những ngày nghỉ cuối tuần càng thêm ý nghĩa. Thác Nàng Tiên gồm 3 tầng, mỗi tầng một vẻ đặc trưng riêng. Cảnh sắc tầng 1 hiền hòa, với một hồ nước sâu ngang hông người lớn, khách có thể xuống tắm được. Lên tầng thác thứ 2, khách phải men ngược dòng nước, tuy hơi khó đi, nhưng thành quả sẽ là những bức ảnh độc đáo bên phông nền là thác đổ xuống hồ nước xanh như ngọc. Độ sâu của hồ nước tầng 2 và 3 khá lớn, mặt đá cũng nhiều rêu bám, dễ trượt ngã nên du khách phải vô cùng cẩn thận khi di chuyển. Độ cao ước tính từ chân thác đến tầng thác 3 khoảng 150m. Ngoài tham quan, ngắm cảnh, khách có thể chụp ảnh check-in cùng bè gỗ tại tầng 3. Khu du lịch Mộc Châu Iceland, tọa lạc tại xã Mường Sang, điểm hấp dẫn nhất tạo nên sức hút cho khu du lịch Mộc Châu Iceland chính là công trình cầu Kính Bạch Long, được Guinness World Records công nhận là cầu đi bộ đáy kính dài nhất thế giới, với tổng chiều dài 632m, bao gồm cầu bắc qua hai ngọn núi dài 290m và cầu đi bộ ven vách núi nối liền từng đoạn một dài 342m. Cầu kính tựa cung đường mây nối liền hai sườn núi, vững mình giữa Bạt Ngàn rừng núi, đầu đội trời, chân đạp đất, không sai khi ví rằng cầu kính là nơi giao thoa giữa đất và bầu trời. Khi đi hết cầu kính, ở cuối cầu đập vào mắt chúng ta là động chim thần, chóng ngập trước cảnh tượng huyền ảo, kỳ bí của hang động với những khối thạch nhũ lộng lẫy hình thành bởi tạo hóa qua hàng trăm, hàng nghìn năm cùng hệ thống đèn hiện đại phản chiếu lung linh khiến cho bức tranh thiên nhiên càng thêm phần hấp dẫn. Khi kết thúc trải nghiệm, có 3 lựa chọn để đi xuống thung lũng: một bay giữa không trung cùng Zipline Sky Tour VAI trên những miền XANH thiên nhiên với chiều dài gần 700m, chiều cao xuất phát 130-140m, đón đầu xu hướng. Zipline Sky Tour với trang thiết bị hiện đại, đảm bảo an toàn sẽ là liều thuốc tinh thần khiến ai cũng phải phấn khích và thử một lần. Hai thang máy tàu vũ trụ Mộc Châu Space, trải nghiệm du hành vũ trụ với thiết kế độc đáo khi mô phỏng lại chiếc tàu vũ trụ nằm ngay giữa núi rừng hùng vĩ của Tây Bắc. Và ba là di chuyển thang bộ với 999 bậc AIRSLIDE sắc màu cầu vồng, không thể bỏ lỡ. Trò chơi trượt phao dành cho mọi lứa tuổi giúp bạn có những giây đáng nhớ cùng gia đình và người thân khi có thể trượt cùng lúc với nhiều người trên đường trượt dài hơn 250m trùng điệp tựa núi đồi. F1 Cut Club, thử thách tốc độ lần đầu tiên có tại Tây Bắc. Bạn là người thích khám phá, có máu chinh phục tốc độ, hãy để hệ thống đường đua cực cháy tại Mộc Châu Iceland thỏa mãn với F1 Cut Club hiện đại chỉ có tại Mộc Châu Iceland. Ngoài ra, còn rất nhiều trải nghiệm như Water Gun, thủy chiến ngập tràn niềm VUI.4DGALAXI, tổ hợp KHUVUI, chơi TRONG nhà hiện đại, quảng trường khăn piêu sống như người Thái với những cung bậc cảm xúc, khu ẩm thực nhà hàng Tạ Bậm Bu có đầy đủ các loại đồ ăn Âu, Á và đặc sản vùng Tây Bắc, bể bơi vô cực The Soleil Infinity Pool, khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em. Lưu trú tại Mộc Châu Iceland, khách sạn đoàn tàu, thiết kế hiện đại mang hình dáng của con tàu siêu tốc xuyên không, tọa lạc giữa núi rừng thiên nhiên với hướng nhìn trọn khung cảnh Mộc Châu Iceland. NEBULAGLAMPING, lấy cảm hứng từ hệ mặt trời, Nebula Glamping là lựa chọn lý tưởng cho đoàn đông. LUNECAMPING, phù hợp cho những du khách yêu thích thiên nhiên, được cùng gia đình và bạn bè quây quần bên lửa trại giữa khoảng xanh bát ngát. Rừng thông Bản Áng, rừng thông nằm trong khu vực Bản Áng thuộc xã Đông Sang. Rừng thông Bản Áng nổi tiếng với nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, với bên cạnh là hồ Bản Áng trong vắt như gương, những ngôi nhà sàn nhỏ bé. Rừng thông xanh Bạt Ngàn mang đến cảm giác vừa yên bình vừa trong lành. Ghé thăm nơi đây, du khách không chỉ có thể tham quan mà còn có thể tham gia các hoạt động như đạp xe, chèo thuyền, đi dạo, cắm trại. Đến rừng thông Bản Áng, bạn tha hồ đi dạo, ngắm cảnh, cắm trại giữa rừng, đạp xe quanh hồ hay chèo thuyền, tận hưởng khí hậu trong lành cùng thiên nhiên lộng lẫy. Đặc biệt, vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều tà, mặt hồ được bao phủ một lớp sương mờ và không khí se lạnh,
khiến nơi đây càng thêm huyền ảo. Nếu đã đến khu du lịch rừng thông bản Áng, bạn đi đến cuối hồ nước sẽ bắt gặp trang trại dâu tây Chí Mi, một địa điểm nổi tiếng ở Mộc Châu. Được tự tay thu hoạch dâu tây, thưởng thức các món ăn từ dâu, chụp hình cùng cánh đồng hoa dã quỳ là những trải nghiệm thú vị tại Chí Mi Farm. Thung lũng Mận Nà Ca nằm trên con đường qua xã Tân Lập, thị trấn Đông Trường Mộc Châu. Đây là thiên đường của loài hoa mận trắng, là xứ sở thần tiên giữa núi rừng Tây Bắc. Đến đây, du khách sẽ được đắm mình trong không gian đẹp mộng mơ, tận hưởng bầu không khí trong lành, tự tay thu hoạch và thưởng thức những quả mận chín đỏ. Và là một trong hai thung lũng mận nổi tiếng nhất cùng với thung lũng mận Mu Náu mà bạn nên đi khi tìm kiếm điểm du lịch ở Mộc Châu. Người ta ví nơi đây như thiên đường nơi lưng chừng núi, đặc biệt vào mùa xuân. Tầm tháng 4 đến tháng 5 hàng năm, Mộc Châu sẽ vào mùa mận chín. Đến Mộc Châu mùa này bạn sẽ phải bất ngờ vì khung cảnh đỏ rực của rừng mận sai trái. Thung lũng Mận Nà Ca sẽ là địa điểm giúp bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Nếu bạn đi vào tháng 1 đến tháng 2, thung lũng Mận Nà Ca sẽ được thay màu mới với những cánh hoa trắng tinh khôi. Thung lũng Mận Nà Ca mùa mận chín hay mùa hoa nở đều khiến du khách phải mê say. Và đó cũng chính là lý do khiến nơi đây luôn nằm trong top địa điểm check-in hot nhất Mộc Châu. Qua một đoạn đường dài, hang Táu hay còn gọi là bản làng nguyên thủy người Mông ở Tà Số, chốn bình yên cho bạn tránh khỏi những muộn phiền. Ngôi làng là điểm đến mới của Mộc Châu nên ít người biết. Làng nằm ở thung lũng hang Táu, bản Tà Số 2, xã Trường Hắc, có phong cảnh rất đỗi hoang sơ, nguyên thủy như tên gọi. Lưu ý, để đi vào làng bạn nên có một người dân địa phương biết đường chỉ dẫn, bởi đường đi rất khó tìm và không có biển chỉ dẫn. Nhưng đường khó khăn bao nhiêu thì khi vào được làng rồi, bạn sẽ cảm thấy xứng đáng bỏ ra công sức. Hang Táu nơi không có sóng điện thoại, không có điện, không tiếng ồn ào xe cộ, cùng một đời sống rất chan hòa, luôn rộn tiếng chim hót vang, gió mát rời rượi. Hang Táu nằm trong thung lũng, ở đây có bãi cỏ xanh, những căn nhà gỗ của người Hát Mông tạo thành cụm biệt lập, được bao bọc bởi núi rừng. Cảnh quan thiên nhiên ở thung lũng này mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng. Vào mùa xuân, trên đường vào hang Táu du khách sẽ gặp các triển hoa mận khoe sắc bên các nương ngô. Nhưng vào mùa mưa, đường đến thung lũng sẽ vô cùng gập ghềnh, dễ trơn trượt. Đồi chè Mộc Châu. Cả thị trấn Mộc Châu được bao bọc bởi những đồi chè xanh. Nông trường Mộc Châu nơi có đồi chè xanh ngắt hay những đồng cỏ bạt ngàn. Một trong những nơi được nhiều người đến khác là đồi chè chữ S, đồi chè hình trái tim nằm trên đường vào Ngũ Động Bản Ôn. Đây cũng được xem là thánh địa sống ảo cho những cặp đôi du lịch nữa đấy. Tuy đường đi đến khu vực này không quá khó, nhưng lưu ý là không nên ghé qua địa điểm này từ tháng 1 đến tháng 3 nhé, do đây là thời điểm mùa vụ mới bắt đầu. Đến Mộc Châu, bạn thể bỏ qua cái tên lãng mạn này, đồi chè trái tim Mộc Châu, hay còn gọi là đồi chè trái tim Đài Loan, do nằm trong khu nông trường liên doanh với Đài Loan. Đồi chè xanh mướt này được tạo hình trái tim, biểu tượng của tình yêu và sức sống mới. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi nơi đây thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và săn ảnh đẹp. Các bạn thấy sao về du lịch Mộc Châu Sơn La khám phá những điểm du lịch đẹp nhất? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Nếu thấy video thú vị hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ Bay Cùng Huy nhé!